Hello, chào cả nhà, chào các bạn nha. Giờ là đang ở Đà Nẵng, phố cổ Hội An. Mới vừa xuống dưới đây luôn các bạn. Bây giờ đi dạo một vòng thử coi phố cổ có gì nha các bạn. Như bây giờ như là còn sớm thì họ vẫn để cho xe hai bánh chạy trên con đường phố cổ các bạn, nhưng mà nghe nói đâu tới khoảng chừng 5:30 hay là 6:00 gì đó sẽ ngăn lại, nó chỉ cho người đi bộ thôi. Đây là chợ Hội An các bạn. Đền Hội Thánh Hải Nam các bạn. Đây là một cái tiệm giày rất là cổ kính luôn. Đây mấy cái lồng đèn này, buổi tối nó sẽ mở lên, nó sẽ đốt lên. Đây là một ngôi đền. Rất là cổ luôn. Dép da các bạn, đây chuyên bán đồ da. Đây là nhà Mai, nhìn rất là cổ luôn các bạn. Đây người nước ngoài cũng đông, người đại Hàn, người Nhật cũng đông. Mấy cái nón truyền thống, mấy cái nón lá,
đang là của người Đà Nẵng các bạn. Đồ thổ cẩm. Trong đây khu đền nhiều dễ sợ luôn. Nãy giờ đi gặp ba cái ngôi miếu, cái ngôi đền nữa. Phước Kiến Hội Quán, à, mấy người Phước Kiến, chùa Phước Kiến. À, phòng chanh, hoa bủ. Nghe nói trong cái khu phố cổ này là họ không có cho người ta cái dạng mà giống như là mình sửa chữa hoặc nâng cấp á, chỉ cho trong trong một cái giới hạn nào đó thôi mà. Muốn giữ lại cái nét giống như là cái nét văn hóa cổ xưa. À, buổi chiều đây rất là mát luôn. Đây là thêm một cái nhà may đồ nữa các bạn. Đây là quán cà phê nhỏ dễ thương nhỉ. Người nước ngoài nhiều quá chứ. Đây là vẫn còn những ngôi nhà mà dân cư vẫn còn ở, vẫn còn sống đây. Mà
Đông như cả đây có một cái quán cà phê phải mua không? Cái tượng này người đẹp không? Người đẹp Hội An các bạn. Đây cái quán gì mà ta xếp hàng đông ghê à? Đây là bán phở cao lầu bánh mì. Ồ đây là anh Thái, ông thầy Tải. Đây là quán ăn cơm gà nha, nó quán cơm gà đây rất là ngon nha các bạn. Ăn cơm gà đây rất là ngon. Mọi người xếp hàng nè. Đây là cửa hàng lụa tơ tằm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Justement, t'es là avec ta caméra. Je prends un petit devant, il me fait photographier devant moi. Ah là, ça fait que... Ah bah... Ça, ça c'est calme. Đông quá các bạn ơi, đông thiệt luôn á. Mà giờ đang còn sớm nha, chiều chiều tối á, trời chiều sụp tối á, thì cái đoạn đường rất đẹp tại họ mở mấy cái đèn lồng này lên nha các bạn. Nhìn rất là đẹp. Người vô đây nên chụp hình xuống. Hồi xưa là ở đây là cái con nước đây là bạn, nó lên nó sẽ có mấy chiếc tàu chiếc thuyền nó lên nó sẽ chở mình đi, là mình sẽ thả những mấy cái đèn lồng ở trên mặt nước, nhưng mà như nước giờ nó cạn quá. Đó, mà nước này cạn rồi. Đây có cái cầu để mình bắt đi qua phía bên trên kia. Bên kia là như là cái khu ẩm thực các bạn. Nó có quán xá, đồ ăn uống, đồ nằm bên đó các bạn. Như có cái chợ bên đó luôn thì phải. Qua cầu bên kia xem có gì nữa các bạn. Đông thật á, những cái phố cổ người ta đi bộ nhìn ngợp người luôn các bạn. Mà đa số người nước ngoài nhiều lắm, người Đại Hàn với người Nhật rồi người Trung Quốc luôn ở đây. À, bên đây là khu ẩm thực, cũng có nhà hàng quán xá rồi nó có tiệm buôn bán luôn. Đây cũng có quán ăn nè. Như phía bên đây như là cái chợ hay sao mà thấy người rất là đông. Qua bên đó mình xem thử. Ở đây mì Quảng Cao Lầu đây bán 45.000 tô. Cái chỗ mà của quán Hồng Hai bán các bạn chỉ có 30.000 một tô thôi. À, để dưới đường đó. À, đây là cái chợ đêm. Phía bên đây là phía bên đây bờ là chợ đêm các bạn. À,
đường lòng nữa mà. À, đây giờ chợ đêm nó buôn bán rồi quán xá rồi đầy á. Đây là nhà hàng Chào Phố. Đây là nhà hàng thịt nướng, chuyên bán loại đồ nướng. Có thể là khi mà cái phố cổ An mình thể đi dạo buổi chiều bên kia, bên bờ bên kia, xong rồi tối mình thể mình đi qua bên đây, có thể mình ngồi vừa ngồi ăn uống rồi xem người ta qua lại bên đây nè các bạn. À, phía trước có một nhóm người mặc đồng phục các bạn, không biết họ làm lễ gì, chạy ra xem thử. Làm à, phố cổ rất là lớn các bạn, nó đi bao vòng, là tính này giờ đi vòng lên mà vẫn nãy giờ chưa hết đó các bạn, mà chưa tính nãy là mình phải đi qua bên chợ đêm nữa, nó đi đây cả ngày luôn chưa chắc hết thôi. Nhưng mà đi này thì có thể mình đi vào buổi chiều thì có thể tốt hơn, buổi chiều thì trời mát hơn, chứ buổi trưa nắng đi là chắc chịu không nổi đâu. Phía trước mình là cái quán bánh mì Bà Phượng nha các bạn. Cái quán này rất là đông, nghe nói đông lắm, mà mỗi lần mua một ổ bánh mì là phải xếp hàng. Mà tụi Tây thì rất là thích ăn bánh mì nữa, mỗi lần lại đây thì nó xếp hàng đông lắm các bạn. Đó, bánh mì nữa mà thấy mọi người xếp hàng, tính muốn vô mua một ổ ăn thử mà chắc cái kiểu này không. Chắc phải đợi hơi bị lâu rồi. Mệt quá cả nhà ơi, đi nãy giờ mà chưa hết luôn.
đông quá trời luôn. Giờ mình về nha các bạn, thời hẹn các bạn sau nha. Chào cả nhà.